xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gia đình mình đi chúc Tết, đi qua nhà của một người dì là em của mẹ chồng để chúc Tết. Từ nhà mình thì đi qua đó là khoảng 30 phút. Bây giờ là mình bắt đầu lái xe đi. Thì hôm nay chỉ có bao nhiêu người đây trong xe thôi. Thì nè các Ngọc ơi, say hi nè. Hi. Có tài xế đi nữa. Tài xế lúc nào cũng đi. Chở, lúc đi sao chở. Trời, mọi người bây giờ là đi vô nhà gì rồi đi tới nơi thì có sẵn mọi người ở đây rồi, còn hai đứa em chưa tới. Những cái món Tết, bữa cơm tối đạm bạc trong ngày Tết thì bao gồm có canh khổ qua nè, thịt kho tàu, dưa giá, dưa món và bánh tét. Người lớn thì ngồi đây, còn mấy đứa nhỏ nó lên lầu nó chơi với nhau rồi. Muốn nhàn nhã thì đừng làm bác sĩ, muốn giàu quá thì đừng làm bác sĩ. Nớt chia ra nhiều bề nhiều phái, tranh đấu nhau để nó lấy cái chức vị đó. Nó không phải nó đi học mà nó làm nghề, nó có hồi mà đi học đâu. Nó vô đó là nó quên tất cả cái nghề, nó cứ nghĩ đến vấn đề chính trị nào chức vị. Đây là bản nhạc mà mang đó, mà mang. Đây là bà ngoại chồng và mẹ chồng của mình từ bên Connecticut qua đi chơi để ăn Tết. Ba, qua đứng bên Hùng á, ôm chó, ôm chó. Thấy ngoại luôn rồi. Bò. Hãy vô. Hãy vô. Hãy vô. Hãy vô. Hãy vô. Ba. Bò. Tắm nữa, tắm nữa, tắm nữa. Bò. Nhiều nó sai. Và sẽ chấm dứt chiến tranh ngay lập tức khi đắc cử. Nhưng tình hình đang thay đổi, việc thỏa hiệp này sẽ mang chiếc ghế tổng thống đến gần với ông hơn. Và ông Trump viết trên tru social của ông á là hoàn toàn chữ hoa như một lời ra lệnh. Để mà giống như nó dành chưa mời cô một ly nước nào, nó dành đai cũng dành mẹ con phải tiếp đãi cho cô để mà rất là đàng hoàng. Để là ai mà tổng lĩnh cô là được cho tôi vô mà cô phải có một cái buộc nữa. Rồi bây giờ Tường Vi đánh bài gì nè? Hỏi vậy thôi chứ thật ra mình cũng không có biết bài nhạc đó là bài gì luôn. Nhưng mà cousin Tường Vi có năng khiếu đánh đàn piano từ lúc nhỏ. Bây giờ là 18 tuổi rồi thì si đánh đàn rất là giỏi luôn. Đây là cái đàn piano của bé Thảo, là một cousin của Tường Vi. Si tới đây chơi rồi sẵn đó thì mọi người có yêu cầu si đánh đàn, cho nên là si cũng chơi thử một bài luôn. Con gái của mình á, trước đó nó cứ ngồi đây nè, nó dập phá cái đàn này hoài luôn, nhưng mà không có biết đánh. Rồi. Thôi mỗi đứa lấy một cái pizza ăn đi nha, lấy một slice đi con. Cái này chơi sao quên rồi. Cuối cùng ai cũng thua, mình không có tiền. Bi tiền sau là có tiền nhiều á. Khỏi chơi ăn tiền sau thôi. Tại vì nhiều nay em đem tiền, Hồng Phúc đem tiền, mà nó nhớ ngày đó. Nhớ ngày đó đi đánh bạc, không đem tiền. Đủ không? Đủ. Rồi, bắt đầu. Vô. Sắp lên đi. Xong rồi. Hơn chui nha. Chơi lô tô mà ngồi đánh bạc vui
cũng là đàng hoàng chứ ngày xưa mùi đất rồi. 6-11 chim. Tháng chim á. 22 15 có không? 15 có không? 15 hả? 15 có. Ok vậy được. 31 cắn hột dưa mà còn 31 đâu 21 3 31 xuống đầy quá. Hai cái cầm 8 88 37 sát rồi. Chơi lô tô hai con football. 37 để cho hai đứa nó coi football. Gì 37 hả? 37 28 28 từ từ 22 có 55 có luôn 76 ủa 76 có hả? Đâu rồi có đây 87 rồi rồi lấy tiền rồi lấy tiền đi được 22 đô có vốn chơi tiếp rồi con gà con chuột con khỉ con lâu mỏi bàn để nghe khỏi bàn con số 52 rồi chưa con số 25 25 con số ngày càng tăng mà máu người nào cũng ngày càng lên thôi vô Nãy giờ chưa ai kìm nên nóng máu. Con đầu tiên. Nãy giờ con Tư Vi nói không à. Con đầu tiên. Mấy? 6 6 6 6 không có. Đó. 6 Đấy 40 40 Ủa sao tỷ ông đặt cái con số vô luôn mà lấy hạt dưa đặt chơi gì vậy? Ông già đang chơi cho nó vậy. Hai đứa em tối rồi nó phải đi về, tại vì ngày mai hai đứa con của nó phải đi học. Con của mình thì ở district này á, được nghỉ một tuần lễ, cho nên là cho mấy đứa nhỏ chơi xả láng sáng về sớm luôn. Bà thì người. Cảm ơn con nha. Chúc lại học giỏi nè. Học làm bác ơn bà. Nghe chưa? Dạ. Với lại cái gì nữa bà cũng không biết nữa, nhưng mà mày cứ sống tao sống học sống bình an bà. Con ta lại coi. Bà cũng chúc lại con đẹp gái nè, thông minh nè, học thành là tiền nhiều nha. Rồi kia kia lên ta lại con, cho lộc lên ta lại chúc năm mới chúc bà năm mới sức khỏe trẻ đẹp chúc con nè đẹp gái nè học giỏi nè cảm ơn bà nè nghe không cảm ơn gì ok sức khỏe giờ nó lặng từng chữ tiếng Việt cái lưu tôn xong bây giờ cái chị bày cao chơi lô tô xong rồi bây giờ mọi người chuyển qua chơi bài cào. Thì luật lệ là người nào mà có 9 nút hoặc là có 3 tay á thì mới được lấy tiền, còn không á là mình sẽ dồn tiền lại cho lần sau. Và khi mà dồn tiền á thì mình sẽ mỗi người sẽ bỏ thêm 1 đồng nữa. Nặng người nặng hai lá
ba lá. Ai lớn nhất là chín đúc. Ví dụ ba tay là thắng thì thôi. Ba tay mới là chín đúc. Một cái round này một tám là bỏ. Tám đúc là không được ai dùng. Hai là chín đúc là tám đúc là ông hết xuống. Rồi chơi lại bài khác. Ok bài khác. Quay phim. Quá hình. Lật lật cái bài gì ra đi. Rồi. Thứ 6, 7 rồi. 2 điểm. Rồi để chị bút xuống đi, bút xuống đi. 8 rồi, bút xuống. Rồi, mình chín rồi nè nha. Bây giờ để mình nặng nữa nha. Nặng lên một cái tay nè. Dán đầu tiên 9 điểm. Vậy hả? Phải không? Trời ơi, tôi chết rồi. Ê, mà nếu như chị chín nữa là chia ai hả? Còn nếu mà không muốn chia á, không muốn chia thì hai người chị một á. Lỏng rồi. 17 điểm rồi. Thôi đưa tiền đây cho chị hai. Bây giờ mới trúng được rồi. Cái này là nhiều cái này rồi. Cái này là 4 5 6 7 8 9 đồng rồi. Nhãn cuối cùng. Mày nữa đi. Giá tài tôi mới vô đây. Chín đồng. 10 á. Dạ, 9 đồng rồi. Có 7 đồng à. Chứ 7 đồng chỉ còn có 7 đồng. 7 đồng. Đây mới cho 2 đồng. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, lấy máy tính ra tính rồi, lấy máy tính ra tính rồi bao nhiêu tiền? Chín lần là 2, 6, 8, 72 đồng. 72 đồng. 8, 9, 72 đồng. Đếm lại coi, 8, 9, 72. Yến đò không tên. Yến này đò. Quá trời quá đất. Không, cái này là lớn nhất thôi. Chương này lớn thì phải lớn. Không. Phá luật đâu được. Chín nút bây giờ không ai chín nút rồi bỏ thêm chín đồng sao? Là không ai có chín hết. Rồi chia tiếp. Chưa tiếp số 9 điểm. Đó. Trời đây cắm này nha. Cái gì vậy? Cắm này đâu.
quay gió thôi. Vui giờ quay gió cái tiền đó là của con với anh Linh đó. Quay gió rồi. Đó, vậy đâu quay rồi. Chơi chơi rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ok, tụi mấy đứa về. Gia đình chơi đến bài xong cũng đã hơn 12 giờ. Bây giờ mình đi về nhà ngủ, rồi ngày mai thì mình sẽ có một tiết mục khác. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn ở những video kỳ sau.